Như các bạn đã biết, Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết Cổ Truyền là dịp lễ quan trọng nhất của người dân ta đấy các bạn ạ. Đây chính là thời gian để gia đình quây quần bên nhau. Các bạn biết không, có dịp Tết đến xuân về, mình lại được về quê ăn Tết của bà nội, mình được gói bánh chưng, đi chợ Tết, trang trí cây đào và mình còn được nhận phong bao lì xì đấy. Điều đặc biệt nhất là mình được nhận những lời chúc tốt đẹp từ người thân trong gia đình. Còn các bạn thì sao? Các bạn có điều gì hãy kể cho chương trình nghe nhé. Nhân dịp Tết đến xuân về, xin chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.